Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với sự tích một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Và đó chính là câu chuyện sự tích chùa Một Cột. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa vào đời Lý, vua Lý Thái Tôn là một tín đồ nhiệt thành của đạo Phật theo phái Vô Ngôn Thông. Thuở bấy giờ, đạo Phật đang độ bành trướng. Riêng triều đại này, nhà vua truyền xây 95 ngôi chùa mới, trùng tu lại tất cả những tượng Phật, và trong các dịp lễ lớn này đều ban tha thuế cho toàn dân. Năm 1049, một hôm, vua Thái Tôn nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra, đưa nhà vua đến một tòa sen rạng ngời ánh sáng. Sau khi tỉnh dậy, vua thuật lại câu chuyện chiêm bao cho quần thần hay. Thiền tăng Thuyền Lã, vị sư đã hướng dẫn nhà vua trên con đường đạo hạnh. Bàn cùng nhà vua nên dựng một ngôi chùa để nhớ ơn Đức Quan Âm. Chùa Diên Hữu được dựng lên theo hình hoa sen, ở trên một cái cột lớn độc nhất giữa một cái ao trồng toàn sen gần kinh đô. Ngôi chùa có kiến trúc đặc biệt theo nghệ thuật Đại La thời nhà Lý, tục gọi là chùa Một Cột. Ngày nay vẫn còn ở đó đất cố đô Thăng Long, ghi lại cuộc gặp gỡ kỳ ảo giữa ông vua Mộ Đạo với Phật Bà Á Đông. Chùa Một Cột ở phía tây thủ đô, thuộc thôn Ngọc Thanh, khu Ngọc Hòa. Nơi đó nguyên có một cái hồ hình vuông, giữa hồ có một cột đá cao chừng 2 trượng, chu vi 9 thước. Đầu trụ đặt một tòa chùa ngói đỏ, hình như một đóa hoa sen dưới nước mọc lên. Người ta gọi là chùa Nhất Trụ hay là chùa Một Cột. Chùa xây từ năm 1049, tức là năm đầu niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo, vua Thái Tôn nhà Lý. Tục truyền khi ấy, vua Thái Tôn tuổi đã cao mà chưa có con trai, thường đến chùa cầu tự. Một đêm, nằm chiêm bao thấy Đức Phật Quan Âm hiện trên tòa đài sen trong một cái hồ vuông ở phía tây thành, tài bế một đứa con trai đưa cho nhà vua. Sau đó, nhà vua quả sinh được con trai, nhà vua liền sai lập chùa Một Cột để thờ Phật Bà Quan Âm. Khi chùa làm xong, nhà vua triệu tập hàng ngàn tăng ni đứng chầu xung quanh, tụng kinh suốt 7 ngày đêm, và lập thêm một ngôi chùa lớn ở ngay bên cạnh để thờ chư Phật, gọi là chùa Diên Hữu. Năm 1105, vua Nhân Tôn nhà Lý cho sửa lại chùa, dựng lên một cây tháp bằng đá trắng gọi là tháp Bạch Tuân, cao 13 trượng ở trước chùa Diên Hữu. Từ tháp Bạch Tuân vào chùa Một Cột đi bằng một hành lang cầu vòng. Mỗi tháng 2 ngày rằm mùng 1, nhà vua cùng các hậu phi, cung tần và cận thần tới chùa lễ Phật. Đặc biệt là hàng năm, cứ đến ngày 8 tháng 4 là ngày Phật đản, nhà vua lại ngự ra chùa trước một đêm, giữ mình chay tịnh, ngày hôm sau làm lễ tắm Phật. Rất đông tăng ni và nhân dân các nơi tới dự, làm nên một ngày hội lớn hàng năm ở thủ đô. Ngày ấy, trước chùa lại có một lễ lớn gọi là lễ phóng sinh. Lễ tắm Phật xong rồi, nhà vua đứng lên đài cao, tay cầm một con chim thả cho bay đi. Rồi các tăng ni và các thiện nam tín nữ đùa nhau mỗi người thả một con, bóng bay ngập trời. Năm 1922, trường Viễn Đông Bát Cổ có sửa chữa lại, giữ theo đúng quy chế cũ. Đêm ngày 11 tháng 9 năm 1954, tài sai của thực dân Pháp trước khi phải giao trả thủ đô cho chính phủ và nhân dân ta
đã cố ý đặt mìn để phá hoại chùa Một Cột. Ngày sau, khi tiếp quản thủ đô, chính phủ ta đã chiếu theo đồ dạng cũ, sửa chữa lại ngay. Tháng 4 năm 1955, chùa Một Cột lại được hoàn nguyên như cũ. Từ đầu năm 1958, cây bồ đề của đất Phật Ấn Độ kính tặng Hồ Chủ tịch nhân dịp người đi thăm Ấn Độ được đem trồng trong chùa. Nói đến chùa Một Cột này, có một việc cần phải nói rõ là chúng ta đọc sử về đời Lý, Trần vẫn thấy nói đến An Nam Tứ Khí, nghĩa là bốn thứ kiến trúc lớn ở nước Nam, mà quả chuông ở trước chùa Một Cột là một. Theo sử cũ chép, cũng về đời vua Nhân Tôn nhà Lý, vào năm Long Phù thứ 8, tức là 1108, nhà vua cho xuất kho 12,000 cân đồng để đúc một quả chuông lớn gọi là Giác Thế Chung, quả chuông thức tỉnh đời người, để treo ở chùa Diên Hữu, định mỗi khi đánh một tiếng chuông, tiếng sẽ vang đi mấy dặm, xây một tòa phương đình toàn bằng đá xanh, cao 8 trượng, trên nóc đình bắt những đống sắt to để treo chuông. Xây đình và đúc chuông hơn 1 năm mới xong. Hàng ngày các nơi phải thay nhau đưa dân phù đến phục dịch. Thân hình quả chuông không biết to lớn thế nào, chỉ biết khi đúc xong không thể nào treo chuông lên được, đành cứ phải để chuông đứng sát mặt đất, nên đánh chuông không kêu. Rồi bao nhiêu lần dồn ép hàng ngàn người xứng vào ra sức vần xoay, kết cục chỉ vật ngã được quả chuông lăn kềnh trên mặt ruộng. Lúc đầu người ta còn làm mái che chuông, lâu ngày chẳng ai đái hoài tới, mặc cho chuông nằm phơi sương gió. Nơi chuông nằm lại vốn là một ruộng nước, lòng chuông trở thành cái tổ êm ấm cho từng đàn rùa chui ra chui vào. Vì vậy chuông lại được mang cái tên là chuông ruộng rùa. Chuông bị giải dầu như thế đến hơn 300 năm. Sau năm 1427, bọn phong kiến nhà Minh sang xâm lược nước ta đã 20 năm, bị quân dân ta do Bình Định Vương lãnh đạo kháng chiến anh dũng, phải rút về cố thủ ở thành Đông Quan, tức là Hà Nội. Rồi bị quân ta vây hãm hơn 2 tháng, lương thực bị thiếu thốn, khí giới đạn dược cũng hao mòn. Chúng phải vơ vét hết các đồ đồng ở nhân gian, rồi đến cả phần thân trên bằng đồng của tháp Báo Thiên và quả chuông ruộng rùa này để đúc súng đạn. Nhưng kết cục chúng cũng phải đầu hàng quân ta, cuốn giáo về nước. Về sự tích chùa Một Cột này, lại có một truyền thuyết nói rằng bà Linh Nhân Thái Hậu, vợ của vua Thái Tôn nhà Lý, không sinh đẻ, tính lại cả ghen. Bà sai thái giám bắt giam 72 cung nữ có nhan sắc, thường được chầu hầu nhà vua, giam vào trong phòng tối ở cung Thượng Dương. Tới khi vua Thánh Tôn mất, bà lại bắt 72 người ấy phải chịu chôn sống để chết theo vua. Sau, bà hối hận, dựng 72 ngôi chùa để siêu độ các oan hồn. Chùa Một Cột này là một trong 72 ngôi chùa ấy. Và câu chuyện về sự tích chùa Một Cột đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé nha.